chế tự tưới thẩm thấu ngược, nước và dinh dưỡng được châm vào phễu hơn nước, dẫn xuống một khoang chứa bên dưới. Đồng thời, phao đo mực nước sẽ dâng lên tương ứng theo lượng nước bên dưới. Chạm vạch max là đầy. Nước sẽ thẩm thấu ngược lên cho rễ cây hút, giúp cây luôn xanh tốt. Vì được tưới ngầm bên trong, nên nhà cửa của bạn luôn sạch sẽ và thời gian tưới lên đến 2 tuần mới cần châm thêm nước.